Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Vắn Chuyện Dài. Thưa quý vị, nhà cầm quyền huyện Bát Sát cưỡng chế đất, trấn áp và bắt giam người dân. Nhà cầm quyền huyện Bát Sát huy động lực lượng công quyền gồm công an, cảnh sát cơ động, cầm dùi cui, bình chữa cháy và các phương tiện trấn áp để cưỡng chế đất và đàn áp người dân thuộc thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai vào sáng ngày 7 tháng 6 năm 2016. Thông tin này cũng được báo Lào Cai khẳng định với bài báo có tiêu đề tiến hành tháo dỡ các lều, lán, người dân dựng trái phép trên đất dự án được đăng tải vào 7 tháng 6 năm 2016. Thưa quý vị, một đoạn video gần 8 phút đang chuyển nhanh trên các trang mạng xã hội cho thấy trên một cánh đồng nhiều người dân chân lấm tay bùn, tay không một tấc sắt, có người đeo khăn tang đã khóc thét, la hét, van xin và kêu lên khi lực lượng cưỡng chế trấn áp bà con rằng: "Ôi, lãnh đạo ơi! Chúng anh cướp đất của dân rồi, đất của dân thì chúng tôi phải giữ. Các anh ăn hết của dân rồi thì chúng tôi đói." Thưa quý vị, bà con đã đem quan tài xuống khu vực cưỡng chế với thông điệp dân chết khi mất đất canh tác. Cũng trong đoạn video nhận thấy có nhiều máy quay chuyên dụng sử dụng cho truyền thông quay cảnh cưỡng chế. Cô Thảo Teresa, một người luôn đồng hành với bà con dân oan, xót xa kêu lên: "Có nơi đâu khổ như dân nước tôi không? Mang cả quan tài đi giữ đất, giữa sự sống và cái chết mà không còn sợ hãi thì dân có gì đâu để mà mất. Thay vì đối thoại với dân để giải quyết các vấn đề cho thỏa đáng thì họ lại chọn bạo lực để chống lại dân. Đất đai cha ông để lại bỗng dưng đến cướp thế này, khốn nạn cho dân tộc Việt Nam." Còn bạn đọc có nickname Nguyễn Công Thanh phẫn nộ: "Xem video cưỡng chế đất của người dân để hình dung con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của những người nắm quyền toàn trị tại Ba Đình." Còn bạn đọc với nickname Đỗ Thanh Vân tiếp lời: "Xin lưu ý là lực lượng cưỡng chế đất này được trả lương bằng chính tiền thuế của dân đóng góp, và nay họ được sử dụng để đánh đập, đàn áp và cướp đất của dân." Thưa quý vị, theo báo Lào Cai cho biết, khu đất của bà con bị cưỡng chế để xây dựng trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội huyện, thực hiện dự án chợ, trung tâm thị trấn Bát Sát theo quyết định số 2605 vào ngày 3 tháng 10 năm 2005 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Báo Lào Cai cũng khẳng định rằng công tác thống kê đền bù giải phóng mặt bằng và thu hồi đất được triển khai đúng quy trình và quy định của pháp luật. Các hộ có diện tích đất bị thu hồi đã được chi trả kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng đúng quy định, đã ký nhận đủ 100% số kinh phí được phê duyệt. Báo Lào Cai cũng cho biết thêm, lực lượng chức năng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế, tạm giữ một số người dân cố tình gây rối, đồng thời thu giữ toàn bộ vật dụng, phương tiện mà các đối tượng dùng để dựng lều, lán trái phép. Thưa quý vị, vấn đề đặt ra là, nếu công tác thống kê, đền bù giải phóng mặt bằng và thu hồi đất được triển khai đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật, thế thì tại sao bà con thị trấn Bát Sát quyết định không giao đất cho nhà nước đúng quy trình? Truyền thông tin mừng cho người nhà chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với người dân nơi đây để tìm hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tuy nhiên, qua nhiều lần tiếp cận với bà con dân oan, điển hình bà con dân oan bị mất đất canh tác, cho thấy nguyên nhân chính khiến bà con cương quyết phản đối khi nhà chức trách thu hồi đất của họ là do thu hồi với đất quá rẻ mạt, bồi thường không thỏa đáng, không hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, nơi sống mới không bằng và tốt hơn nơi ở cũ. Cuộc sống của các hộ dân trở nên khó khăn hơn sau khi bị thu hồi đất. Chưa nói đến là các dự án chiếm đất của người dân, bồi thường đúng quy trình, quy định của pháp luật theo giá đất nông nghiệp, nhưng sau đó thì nhà cầm quyền thi công hạ tầng và bán lại cho nhà giàu với giá đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật là đất ở đô thị, chiếm lời gấp hàng chục, hàng trăm lần. Chính vì điều này đã đẩy người dân từ chỗ ổn định cuộc sống là người có đất canh tác đến chỗ mất đất, mất nhà, mất nghiệp sinh sống. Điển hình của vụ việc này chính là nhà cầm quyền huyện Thạnh Hóa, Long An đã thu hồi đất một cách rẻ mạt đối với gia đình cậu bé Nguyễn Mai Trung Tuấn. Gia đình Tuấn không đồng ý, đã đi khiếu kiện nhiều nơi đến các cấp có thẩm quyền, nhưng không được đền bù một cách thỏa đáng. Và sau đó đã đẩy cả gia đình Tuấn vào tù tội.
kể cả cậu bé Nguyễn Mai Trung Tuấn mới chỉ có 15 tuổi đã phải lãnh án 2 năm 6 tháng tù giam với tội danh cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 Bộ luật hình sự. Thưa quý vị, tại Việt Nam, bất kỳ người dân nào cũng có thể mất đất bởi vì luật quy định nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai. Nhà nước có quyền thu hồi đất của người dân trong cả hàng trăm trường hợp theo luật quy định. Người dân Việt Nam chỉ có cơ may sống an lành khi điều 4 hiến pháp bị hủy bỏ, nhà nước bị truất quyền đại diện sở hữu đất đai của người dân. Xin cảm ơn quý vị đã dõi theo bản tin của chúng tôi.